ra thì để lấy bánh kìa. Ừ. Cái buôn đi bánh thì xíu là chỗ có đây rồi nè, cái bánh cháy đi luôn. Chưa mấy người ở quê lên. Ê, ê. Lâu quá phá. Nó lạ đấy. Mặc đồ đẹp mà nhỏ nhảy quá. Ừ, nó bu gì? Thật chưa kịp trái luôn. Con có ăn mà cũng hỏi. Chiếu à, đẹp lắm này nữa. Nha, con có tiền thì xì cho con bu nha. Bu bu cảm ơn cô đi. Cảm ơn baby. Cảm ơn baby. Năm mới ngoan nha, mạnh khỏe nha, ăn nhiều nha.
Yeah.
rồi sao ra đi nhìn dân lại đâu à con ta kia dạ rất dạ rồi. Yeah.
Bibi. Bi. Chú đi ăn hàng nữa kìa. Ăn gì nữa rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ông lại bị chơi cái đàn này chơi sống như mấy ông kia á. Ông kia hay. Ừ. Ông đánh guitar ta đó. Không ổn mới giọng có hồn mẹ, ông chơi hay. Không. Giọng có hồn hay chứ mình chịu bắt. Vì anh đánh đàn nhiều mà hát rồi. Chuột này chuột được cái chuột cái nhỉ? Chú mà đội mũ hả? Chào chú đi, chú mà. Cái này bùi chó bao nhiêu nhỉ? Không. Hai con nói không.